Hello, nam chào anh em. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tải Pixelmon siêu cấp vô địch vũ trụ siêu Saiyan gì đó có microphone Pokemon này. Ok, chúng ta vào video. Ok, vào vì cái web tải nó bị chặn con mẹ nó rồi, cho nên là anh em sẽ còn phải tải giùm tôi cái này. Đây, cái 11111 này đây. Rồi chúng ta sẽ nhấn download ở Windows ở đây. Rồi nó sẽ bắt đầu tải. Rồi các bạn chỉ cần chờ nó tải xong. Rồi khi nó tải xong nó, các bạn nhấn vào cái hình giống mình. Rồi chúng ta sẽ mở cái này lên. Tại vì tôi có tải rồi nên là cái bước tải của tôi nó sẽ hơi khác một chút, nó có nhiều cái khác. Còn nếu mà các bạn mà không hiểu gì hết luôn á, là các bạn có thể lên YouTube, các bạn search cách tải cái này để mà người ta chỉ các bạn chi tiết hơn. Còn cái này thì nếu các bạn hiểu thì các bạn cứ làm theo mà tải được thì ok. Hoặc trong trường hợp mà các bạn có sẵn một cái phần mềm nào đó dùng để fake IP thì các bạn dùng cái đó luôn cũng được, không cần phải dùng cái này. Rồi các bạn sẽ chờ một lúc để nó tải, và khi nó tải xong nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Nên các bạn sẽ nhấn cho tôi cái chữ là Finish. Ok. Rồi bây giờ nó sẽ mở một cái như thế này lên. Theo tôi nhớ thì nó sẽ không hiện ra cái này luôn đâu. Nó sẽ hiện ra một cái bảng, nó sẽ có cái chữ Net ở dưới. Các bạn nhấn vào cái chữ Net đó. Rồi nó sẽ hiện thêm một cái nữa có chữ Accept. Các bạn nhấn vào Accept là nó sẽ vô cái giống vậy. Rồi anh em chỉ cần bật cái này lên. Nó mà hiện thêm mấy cái bảng gì nữa thì anh em cứ nhấn chữ Accept cho tôi. Rồi khi mà nó bật ra được Connected như thế này rồi thì ok. Nó do Internet Pirate là xong. Giờ chúng ta mới bắt đầu vào cái việc là tải mod nè. Các bạn sẽ vào cái video của thanh niên này, tôi để cái link ở dưới, ok. Rồi các bạn sẽ chọn link mod máy mạnh hay link mod máy yếu gì đó, thì tôi sẽ chọn link mod máy mạnh. Thì hai cái nó cũng y chang nhau thôi, nó không khác gì nhau đâu. Rồi khi web nó load xong thì nó sẽ trông như này. Anh em sẽ làm theo từng bước là anh em sẽ copy cái từ V9Best này. Anh em ra mở một cái tab Google, xong rồi paste cái từ V9Best ra, đó. Rồi chúng ta sẽ tìm một cái web nào mà nó có cái hình y chang giống như cái này. Hoặc nó có cái chữ tên rồi chữ tên miền gì đó giống y chang cái này luôn. Y chang luôn nha. Đây thì ví dụ như nó là cái này. Đó, anh em so sánh. Đấy, V9Best rồi V9Best chính thức là gì đó, đó, y chang nhau. Rồi đó. Rồi ở dưới thì nó cũng có một số cái nó giống nhưng mà không phải, nó khác. Thì quan trọng là đúng, chính xác. Đây, còn nếu mà không có nữa thì anh em có thể kéo xuống dưới nữa. Đó, kéo xuống chừng nào gặp thì thôi. Ok. Còn ở đây thì tôi may thì tôi gặp nó ngay đây thì nhấn. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng. Xuống dưới. Đây, nó sẽ có cái chữ lấy mã. Nếu mà vô web nào mà nó không có chữ lấy mã là xác định anh em vô sai web nha. Rồi nhấn vô anh, nó sẽ bắt anh em chờ. Khi mà chờ xong nó sẽ hiện ra cái dòng này là anh em sẽ tìm cho tôi một cái gì đó có thể nhấn được ở trong cái web này. Ví dụ như ở đây nó có... Tôi đang kiếm... Đây. Nó có cộng 12 game nổi bật này thì chúng ta sẽ nhấn vào. Ngoài trừ cái đăng ký với là đăng nhập ra thì cái nào cũng nhấn được nha anh em. Anh em kéo xuống rồi nó sẽ có một cái chỗ lấy mã, anh em nhấn vào rồi chờ tiếp. Rồi khi mà có mã rồi thì anh em sẽ copy cái mã này, kéo xuống dưới đây, đây. Thì là cái bước thứ 6 đây. Nó thì nó có 1, 2, 3, 4, 5 bước đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Rồi anh em sẽ copy paste nó vào cái bước số 6. Rồi nhấn xác nhận là nó qua một cái mới. Rồi nếu mà nó hiện ra một cái giống như thế này thì là do cái bộ hồi nãy thì anh em sẽ phải tắt nó đi. Tại vì cái này nó hơi củ chuối này mà. Cái web, cái chỗ này thì nó lại cấm 111 mà muốn vô cái mấy cái web mà hồi nãy á, là chúng ta phải bật 111 lên. Đấy, nó hơi khốn nạn tí. Thì anh em cứ phải bật tắt liên tục vậy thôi. Làm ở đây nó cũng y chang vậy thôi, anh em vẫn cứ copy cái này xong ra đây. Anh em paste ra. Rồi anh em tìm cái y chang luôn. Đó, ở dưới đây tìm một cái y chang như vậy, ví dụ như cái này. Đây. Từ đây sai nha, 183. Cái này là 22, đó, cái này là sai. Này là sai, này là ẩu. Rồi đi xuống, kéo xuống kiếm. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống kiếm kia. Không có. Dùng kéo tới chừng nào có thì thôi. Đây. À khoan, cái này cũng không phải luôn, cái này là 22, cái này là thế anh gì đây. Vậy là không phải. Ok. Đây, vẫn cứ tiếp tục kéo xuống, nó sẽ tuốt dưới đây. Đây, ở đây, 22 đây. Rồi, ok. Rồi, nhấn vô. Open in new tab. Anh em nhớ bật cái này lên lại nha. Đó. Ok. Bật lên lại thì chúng ta mới vô được cái web này. Chờ một chút là nó vô. Đây, ok. Rồi cũng kéo xuống dưới thôi. Cũng là kéo xuống dưới rồi lấy mã. Rồi nói chung là mọi thứ nó sẽ y chang giống như hồi đầu hết. Và anh em sẽ làm như thế cho tôi là 3 lần. Tính từ cái lần đầu tiên á, đến cái lần cuối cùng là 3 lần. Là nhập đến lần nhập bản lần thứ 3 là anh em sẽ vào một cái web media file giống như vậy. Hay là anh em có thể tải được cái mod này rồi. Rồi bây giờ anh em chỉ còn nhấn vào cái chữ download
nó sẽ hiện ra cái màn hình giống vậy. Anh em tắt mẹ nó đi, tắt đi, rồi nó đã bắt đầu quá trình tải. Bây giờ thì chờ nó tải xong thôi. Rồi khi mà nó tải xong thì anh em có thể để ở đâu trong máy anh em á, tôi không biết, thì tôi đem ra đây cho nó dễ nhìn. Lưu ý trước là nếu mà trong máy anh, trong cái phần trăm app data phần trăm chấm myrap mode mà anh em có để cái mode gì trong đó thì anh em lấy ra giùm tôi nha. Dọn, nói chung là dọn cái file đó trước để nó trống không á, rồi chúng ta mới tải mode. Rồi bây giờ anh em sẽ tạo cho tôi một cái tab khác. Vào đây chúng ta sẽ nhấn phần trăm app data phần trăm, rồi enter chấm myrap. Rồi chúng ta sẽ copy cái dòng này. Đây, copy dòng này. Xong rồi chúng ta sẽ chuột phải vô bên đây. Chuột phải vô cái file mode, vô nhấn extract out. Rồi chúng ta sẽ paste cái dòng hồi nãy vô cái thanh này. Rồi nhấn extract. Chúng ta sẽ chờ một chút. Đây, nó đang bắt đầu, nó giải nén rồi. Nó hiện ra cái bảng này thì anh em sẽ nhấn cho tôi cái nút là replay the file in the destination gì đây. Đó, đây. Đó, vậy là nó đã bắt đầu tải. Rồi khi mà nó tải xong rồi thì bây giờ anh em có thể vào trong cái phần trăm app data.mygraph của anh em. Đây. Đó, anh em có thể vô anh em check thử. Đây cái file mode rồi. Đây mode đây. Đó thì nó một đống thứ ở trong đây là anh em có thể vô check. Rồi khi mà nó ổn rồi thì anh em có thể vào và bắt đầu mở game lên. Mở tờ launcher lên và vào Fort Optifine 1.12.2 và nhấn enter the game. Rồi như bình thường thì anh em cứ vô tạo thế giới, còn tôi thì có thế giới rồi nên là tôi vô thẳng luôn. Thì bây giờ khi mà vô thì các bạn sẽ thấy được cái mode đó. Đó, ok. Rồi, ngon lành. Ok, xin chưa? Rồi, chúc anh em chơi game vui vẻ. Ok, nhớ để lại một like và một subscribe và cho tôi. Và nhớ để lại một like và một subscribe cho tôi. Và còn ông Sekun, ông cái người mà đăng cái mod này lên YouTube mà hoặc là cái người làm ra cái mod này á, thì anh em cũng qua em cho ổng một subscribe luôn. Thấy kênh ổng đang lên khá là nhanh, hôm bữa tôi mới thấy ổng 780 mấy sub. Hôm nay vô cái ổng lên 900 mấy rồi. Chuẩn bị mai mốt ông vọt lên cho mấy 100.000 sub rồi. Nói chung là chúc ông ngày càng phát đạt rồi để mà có hứng làm mod tiếp để mà tôi bú phim. Ok, cảm ơn ông. À quên, cảm ơn các bạn. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.